Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, phước hạnh của Chúa nhờ ban cho chúng ta. Cảm ơn Hội Thánh đã có một cái việc rất là tốt. Tôi tin rằng không phải vì tôi đặc biệt hơn có gì xa lạ, mà anh em phải hoan nghênh, phải vỗ tay. Và tôi tin rằng chúng muốn thấy tấm lòng của mình để cho em trân quý và sẵn sàng để nghe những gì mà Chúa ngài sẽ nói qua môi miệng của tôi trong thời giờ này. Amen anh chị em. Nên hoan nghênh như là sứ giả của Chúa và hoan nghênh như là Chúa xin dùng mục sư để gieo những hạt giống của lời của ngài vào trong đời sống của con. Amen anh chị em. Cho nên nếu có ai không hiểu, khó chịu, xin Chúa cho bây giờ chúng ta hiểu. Tôi không cần cái sự vỗ tay của anh chị em, nhưng mà tôi cần cái tấm lòng anh chị em và Chúa ngày cũng muốn tìm thấy. Anh chị em hoan nghênh, anh chị em sẵn sàng để đón tiếp sứ giả để có thể nghe được sứ điệp từ nơi Chúa ban cho. Đó sẽ là phước hạnh cho đời sống của chúng ta. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa, hãy khen ngài. Nếu có ai thắc mắc về việc đó, bạn đã có câu trả lời cho ngày hôm nay rồi đó. Hallelujah. Anh chị em yêu dấu, cảm ơn Chúa vì những ngày phước hạnh. Nhiều người làm chứng và nói lại cái ngày hôm đó, cái Chủ nhật đó, ngày 28 tháng 8, Chủ nhật mà chúng ta không thể nghe giảng được và mục sư cũng không có thời giờ để giảng được, bởi vì chúng ta quên mất đi thời gian khi chúng ta chìm ngập trong sự hiện diện của Chúa. Và Chúa ngài đã làm nhiều điều kỳ diệu từ lúc đó trong tấm lòng của nhiều người. Và cảm ơn Chúa vì điều đó. Không xa với anh chị em, chỉ mới trong vòng một tháng năm tuần lễ mà Chúa ngài dắt VBC của chúng ta đi một đoạn đường rất xa. Rồi 21 ngày kiên ăn cầu nguyện. Cảm ơn Chúa, Chúa cho chúng ta khao khát tìm đến. Có những người phải đi làm vào 3 giờ sáng, nhưng mà ở lại nhóm với Hội Thánh sau khi một sư xem hướng dẫn 1 giờ đồng hồ rồi. Nói rằng tự do để ra về vì hiểu được hoàn cảnh của từng người. Nhưng nán lại, ở lại. Một đêm chỉ ngủ có 3 tiếng đồng hồ, nhưng mà lời làm chứng rằng Chúa cho vẫn khỏe. Cảm ơn Chúa. Anh chị em, đó không phải là lần đầu tiên đâu, mà trong lịch sử Môi-se ở trên núi với Chúa 40 ngày 40 đêm không ăn gì, không uống một giọt nước nào. Nhưng ông đi xuống không phải là một người sắp chết, cần phải dùng nước biển, hay là cần phải đi cho thức ăn bơm vào liền, bởi vì ông ở trong cái tình trạng thiếu dinh dưỡng. Nhưng mà ông xuống thì mặt của ông sáng rực đến độ mà người ta không thể nhìn thẳng vào mặt của Môi-se được. Ở trong sự hiện diện của Chúa, Chúa làm tươi mới. Trong khu vực phục hưng ở tại Âu Châu, ở tại đảo Hebride, cả một cái đảo đó, con cái của Chúa trong Hội Thánh tại đó, trong 3 năm rưỡi, mỗi đêm họ chỉ ngủ có 3 tiếng đồng hồ thôi. Họ làm những người đánh lưới cá, và khi trở về thì sau khi giải quyết cá xong, họ đi thẳng đến nhà thờ, ở lại nhóm lại với Hội Thánh cho đến 3 giờ sáng, về ngủ một chút, sáng sớm họ lại ra khơi. Kéo dài như vậy trong 3 năm rưỡi, không một người nào đau ốm, cũng không có một người nào yếu mọn, và Chúa nhận ban phước một cách dư dật. Cho nên chúng ta tạ ơn Chúa vì khi chúng ta nán trễ lại trong sự hiện diện của Chúa đó, đó là phước hạnh của chúng ta. Cảm ơn Chúa vì những ngày phước hạnh. Và những ngày mà tôi nói với nhà tôi, chỉ có trong 18 ngày, 19 ngày chúng ta họp lại với nhau, mà tôi tới thân với những người đến cầu nguyện hơn là cả chục năm rồi. Thì mỗi tối gặp nhau. Thông thường thì chúng ta một tuần mới gặp nhau một lần. Nhiều khi là nồng ấm lắm tuần trước, rồi tuần sau khi chúng ta có những chuyện này kia trong đời sống của chúng ta đó, thì chúng ta cũng không buồn nói, không buồn chào người khác nữa. Ngoài những ngày phước hạnh chúng ta được gặp nhau, được ở trong sự hiện diện của Chúa, và chúng ta sống ở trong những cái phước hạnh của ngài thì thật là tuyệt vời. Cảm ơn Chúa. Chúng ta nghe, chúng ta cầu nguyện cho nhau, chúng ta khóc với nhau, chúng ta cười với nhau, chúng ta vui mừng vì những gì Chúa ngài làm, sự giải cứu, sự chữa lành của Chúa trên cuộc đời của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì những ngày phước hạnh. Và cảm ơn Chúa hơn nữa là lời của Chúa cho chúng ta. Có nhiều người nói rằng, mục sư ơi, loạt bài những lời cầu nguyện can đảm đã thay đổi cuộc đời của tôi. Tôi chưa bao giờ cầu nguyện những lời cầu nguyện như vậy. Và thật anh em, đó là điều, là sự thật, là thực tại mà chúng ta thấy trong Hội Thánh của Chúa.
Đa số con cái của Chúa là chỉ có cầu nguyện: Chúa ơi, ban phước cho con, Chúa ngày tiếp trợ cho con, chữa lành cho con, Chúa ơi, Chúa làm điều này, làm điều kia, chữa lành cho người thân con, làm việc, giải cứu hôn nhân của con, tất cả là cho con, cho con, cho con, cho con. Nhưng mà những lời cầu nguyện can đảm là những lời cầu nguyện: xin Chúa ban phước trên con để con làm nguồn phước. Xin Chúa rơi chạm đến con để con có thể đem phước hạnh của Ngài đến. Xin Chúa Ngài làm tan nát lòng của con cho những điều làm tan nát lòng của Chúa, để tim của con bây giờ nó có cái nhịp đập của trái tim của Ngài. Vì trước bây giờ nó nhảy lộn xộn cho những thứ của đời này. Cảm ơn Chúa vì những lời cầu nguyện can đảm đó. Cảm ơn Chúa hơn nữa là có những người nghe và đã dám cầu nguyện những lời đó. Và tôi chúc mừng tất cả những con cái của Chúa đã nghe và làm theo, đã nghe và trở về và suốt tuần cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con sự can đảm dạng dị, để con có thể ra đi và giảng tin lành của Chúa một cách dạng dị, vì con biết rằng con rất là nhút nhát. Và tạ ơn Chúa, Chúa nghe làm việc dạng dị đến độ đi ra ngoài đường gặp người đau ốm, chân đi bị đau đớn khó khăn, liền đặt tay trên và người đó được chữa lành. Cảm ơn Chúa. Lời cầu nguyện: Lạy Chúa, xin Chúa Ngài cho con thấy vinh quang của Ngài. Lời cầu nguyện can đảm. Chúa Ngài đã đáp lời và chúng ta đã thấy được sự vinh quang của Chúa. Chị em đến làm chứng với tôi, nói: mục sư ơi, chị của em á, em gửi cái bài giảng của mục sư, chị của em nghe xong nói rằng lạ quá cái bài giảng của mục sư Khánh về lời cầu nguyện: Lạy Chúa, xin làm tan nát lòng của con cho những điều làm tan nát lòng của Chúa. Chị thích lắm, hỏi mục sư Khánh cho chị làm tín hữu từ xa của Hội Thánh được hay không. Cảm ơn Chúa. Và tôi tin rằng hôm nay chúng ta sẽ cùng học một lời cầu nguyện rất 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 can đảm. Lời cầu nguyện này có tiềm năng thay đổi cuộc đời của chúng ta, thay đổi hướng đi của cuộc đời chúng ta, thay đổi cái lý tưởng của cuộc đời của chúng ta. Tôi đã cầu nguyện lời cầu nguyện này năm 1979 khi tôi lên đến trên biển cả ở đâu đó của biển phía nam của Trung Quốc, South China Sea. Trên thuyền của chúng tôi đã hết nước uống và người ta đang chết. Chúng tôi những người trẻ được đi trả tiền ít hơn thì có khả năng chút ít về việc đi tàu bè. Đã khiêng những cái xác của những người đã chết rồi ném xuống biển. Những người còn lại là chúng tôi đang chết, bởi vì lưỡi của mình, miệng của mình nó khô đến độ người đối diện có thể nhìn thấy hết cả hàm răng của mình được, bởi vì môi không khép lại được nữa, nó nứt hết. 6 người chết, còn những người còn lại hơn 300 người đang chết. Rồi tôi đứng đó ngay ở trước cái bon tàu, chỗ phòng lái của bác tài công. Tôi nhìn ra xa và tôi nói rằng: Lạy Chúa, vậy là hết rồi. Ba mẹ con, mọi người giúp đỡ để con có thể có cái chuyến đi này, nhưng mà đến đây là hết sao? Và sợ chết vô cùng anh chị em. Tôi nhớ lại, hồi nhỏ mình có nghe giảng tin lành của Chúa là tin Chúa rồi thì không còn sợ chết nữa, vì mình biết được tương lai đời đời của mình. Nhưng mà con không có cái điều đó, đang rất là sợ. Và cảm ơn Chúa ngay ở trong giây phút đó, Chúa dùng sách Tân Nhân chương 3 câu số 16, lời của Chúa giảng cho tôi. Tôi học thuộc cái câu kinh thánh này từ nhỏ và được nhắc lại, học thêm ở trong tiếng Anh nữa, vì lúc bây giờ nghe nói rằng ra tới hải phận quốc tế có thể sẽ có những chiến thuyền, thương thuyền hoặc là chiến thuyền của Hoa Kỳ, của người Mỹ, họ sẽ vớt người tị nạn, người thuyền nhân. Và lúc đó mình nghe biết và tưởng tôi rằng ở tại nước Mỹ này tất cả đều là con cái của Chúa, cho nên tôi đã chạy đến gặp ông truyền đạo ở trong hội thánh và nói rằng: có cách nào thầy cho em xin một cái giấy chứng nhận rằng em là người Cơ Đốc nhân? Thì tôi nghĩ rằng khi mà gặp một cái chiến thuyền của Mỹ mà nó rước mình lên, mình đưa cái tờ giấy đó lên, tôi là Cơ Đốc nhân này, chắc là họ sẽ cho mình một cái đối xử rất là thuận lợi. Người tin lành chung với nhau mà bây giờ lại biết có một người thuyền nhân cần được giúp đỡ mà là người tin lành, chắc mình sẽ được ưu đãi hơn. Ông truyền đạo, ông gãi đầu, ông nói: không có cái giấy nào để chứng nhận là con gái của Chúa, là người được cứu. Vì đó là kinh nghiệm cá nhân. Chúng ta không phải giống như các giáo hội khác.
có pháp danh hay là có tinh thánh hay là cái gì đó, mà chúng ta tất cả đều là một cái trải nghiệm của mình với Chúa. Nhưng mà nói để con an tâm để lấy cái ảnh 46, ảnh 46 chúng ta còn nhớ ảnh 46. Đem đến ông đánh máy xong rồi ông để là thuộc viên của Hội Thánh Tin Lành Chi Hội Tân Châu. Để tên họ này kia xong, ông ký tên, ông đóng mộc một cái. Tôi về bọc bọc nhựa đàng hoàng bởi vì mình sợ cái lá thư này quý lắm á. Nhưng mà ông có một cái lời khuyên mà cũng rất là đặc biệt. Ông rằng có một câu kinh thánh rất là nổi tiếng. Là văn đoạn 3 câu 16, con học thuộc cái đó đi. Ông nói rằng nếu có thể học được tiếng Anh còn tốt nữa. Cảm ơn Chúa. Qua sự giúp đỡ của ba của tôi cũng học thuộc câu đó trong tiếng Anh. Văn chương 3 câu 16 trong tiếng Anh và tiếng Việt. Ngay cái giây phút tôi đứng ở tại đó và câu kinh thánh nó đến với tôi. Câu kinh thánh nó giảng cho tôi nghe cái điều kiện để tôi không còn sợ chết nữa. Là vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Sao từ nhỏ đến giờ mình không làm chuyện này? Con ăn năn tội, nhưng mà ăn năn tội là bởi vì hư hỏng quá. Sau khi ba mẹ đánh đòn xong, kêu đi vô trong phòng quỳ gối xuống cầu nguyện, ăn năn tội trong đó. Mình cũng lại Chúa xin tha tội con, bởi vì ba mẹ con kêu con vô đây xưng tội, chứ không phải là một cái sự nhận biết về tội lỗi của mình. Khác nhau hoàn toàn. Mình tưởng đâu rằng xưng hết rồi, bởi vì bị đòn thường lắm. Như mình mới hôm qua xưng rồi, bữa nay gặp trở ngại ba mẹ đuổi vô trong phòng xưng tội tiếp thì xưng hết rồi. Nhưng cảm ơn Chúa hôm đó nhận biết được rằng mình tội lỗi vô cùng. Những hình ảnh cúp cua cái trường trung học kế bên cạnh, dắt người bạn gái ngồi phía trước cửa của nhà thờ, hái mận hái xoài của nhà thờ ăn. Rồi có lúc còn với những đứa bạn ngồi trước cửa nhà thờ uống rượu nữa chứ. Lúc đó tất cả những điều đó nó đến trong tâm trí của tôi. Người ta nói rằng khi một người sắp chết đó, là their whole life flash before their eyes. Một người sắp chết đó, thì cả cuộc đời của mình như cuốn phim nó chiếu lại đó. Rồi, cảm ơn Chúa vì Chúa cho con còn có cái mạng đủ đến lúc này. Chứ lúc đó mà xét đánh cái chết đó. Bởi vì chẳng những không làm chứng về Chúa nữa, mà còn dắt bạn gái ngồi ở trước cửa nhà thờ. Rồi mời bạn đến ngồi nhậu trước nhà thờ, hái mận của nhà thờ, hái xoài của nhà thờ để nhậu, để uống rượu. Và cảm ơn Chúa, khi tôi cầu nguyện lời cầu nguyện đó, tất cả những gánh nặng của tội lỗi được cất đi. Và bây giờ ông sẽ chết nữa. Nhưng mà tôi xin Chúa một điều, là Chúa, nếu Chúa để con còn sống, con sẽ khiến cuộc đời của mình sẵn sàng để được Chúa Ngài sử dụng. Con sẽ nói cho tất cả mọi người mà con gặp về tình yêu và ân điển của Ngài. Chuyện đó xảy ra năm 1979 và cho đến ngày hôm nay, tôi thấy được sự khác biệt khi tôi dám xin lời cầu nguyện đó. Chúa Ngài đã đáp lời, không chết. Chúa cho một trận mưa và tất cả còn lại là bây giờ là lịch sử rồi. Để phước hạnh của Chúa. Anh chị em, lời cầu nguyện mà tôi chia sẻ với anh chị em ngày hôm nay, nó có tiềm năng để có thể thay đổi đời sống của chúng ta. Năm 1978, Chúa cho tôi 87, tôi cầu nguyện lời cầu nguyện này một lần nữa. Lạy Chúa, bởi vì lúc bây giờ anh chị em biết cái truyền thống của giáo hội mình nhìn thấy rồi, là một nhiệm kỳ của một mục sư là 4 năm. Mà mình là Baptist thì không có cái 4 năm. Bây giờ mình hồi xíu đến lúc này rồi, chắc là người ta nói một mục sư mà ở một chỗ lâu quá đó, không có bài giảng mới để giảng lại những bài giảng cũ. Cho nên phải thiên chuyển để họ phải chiến đấu cũng như là đến cái vùng đất mới thì đời sống nó sẽ tốt hơn và chức vụ sẽ tốt hơn. Và lại có cơ hội để giảng những bài giảng bởi vì ở chỗ đó người ta chưa nghe mình giảng. Nên tôi nói là Chúa có con đây, xin Chúa Ngài sai con đi bất cứ nơi nào Chúa Ngài muốn con đi. Tôi cầu nguyện cái điều đó lý do là bởi vì có lời mời ở tại Seattle. Hội Thánh, ở tại đó Hội Thánh Thiên Ân được một Hội Thánh Mỹ cho trao cho họ cái cơ sở. Ông mục sư quản nhiệm lúc bấy giờ lại nhập ngũ và muốn làm mục sư tuyên quý. Cho nên ông gọi điện thoại cho tôi và ông nói rằng mục sư Khánh ơi, lên đây hướng dẫn Hội Thánh. Rồi cùng một lúc ở tại New Orleans có một lời mời khác.
Tôi cầu nguyện với Chúa, lại Chúa có con đây, xin hãy sai con. Thì Chúa ngài lại bảo tôi, con ở lại đây. Ta muốn con mua một căn nhà. Để khi con có chủ quyền trên cái mảnh đất đó, con chính thức là người có chủ quyền, là người thuộc về thành phố này, Houstonian. Thì con mới có quyền pháp lý để thực hiện những điều mà ta đã dành cho đời sống của con. Và cảm ơn Chúa. Lập tức, Chúa ngài cho khi chúng tôi ký giấy để có chủ quyền của căn nhà đầu tiên đó, thì có một lời mời giảng tin lành của Chúa trên truyền hình. Anh chị em lúc đó chưa có một hội thánh Việt Nam nào, dù ở tại Hoa Kỳ hay là Âu Châu, giảng tin lành của Chúa, giảng lời của Chúa ở trên truyền hình. Có đài phát thanh nguồn sống của Viễn Đông, nhưng mà truyền hình thì chưa ai có. Chúa dùng một hội thánh với một mục sư trẻ như vậy, trong cái giai đoạn đó chỉ có Đức Chúa Trời nhà làm. Cho nên anh chị em, khi chúng ta cầu nguyện, lời cầu nguyện này nó có tiềm năng để thay đổi hướng đi của đời sống của chúng ta, lý tưởng của đời sống của chúng ta, và Chúa ngài sẽ dùng chúng ta làm những công việc lớn lao cho ngài. Khi chúng ta cầu nguyện, lời cầu nguyện này là lời cầu nguyện rất can đảm, lại Chúa có con đây, xin hãy sai con. Thì anh chị em cẩn thận và sẵn sàng. Bởi vì Chúa có thể hướng dẫn chúng ta, đời sống chúng ta trong nhiều cách khác nhau. Ngài có thể hướng dẫn chúng ta đi đến một thành phố khác. Ngài có thể hướng dẫn chúng ta ở lại ngay tại chỗ. Ngài có thể bảo chúng ta để làm những cái công việc mà trước đây chúng ta chưa thấy. Ngài có thể mở ra cho chúng ta thấy cái sự kêu gọi của Ngài trên cuộc đời của chúng ta. Ngài có thể dẫn chúng ta làm công việc khác hơn. Ngài có thể bảo chúng ta phải chấm dứt mối tình đó. Hẹn hò với cái người này không đúng đâu. Thế rồi Chúa ngài sẽ đưa cái người mà Chúa ngài đã định để chúng ta lập gia đình, để chúng ta có thể có một hôn nhân hạnh phúc, phước hạnh theo sự ban phước của Đức Chúa Trời. Amen Chúa. Cũng có thể Chúa ngài sẽ biến đổi chúng ta từ một người rất ích kỷ, chỉ biết của chính mình, cái gì cũng mi mi mai mai mai. Tôi đi nhà thờ này được cái gì? Chúng ta đi nhà thờ, thờ phượng Chúa, ngợi khen Chúa vì chúng ta đã được cứu. Vì Chúa ngài đã làm ơn trên đời sống của chúng ta về đây để cùng với anh chị em chúng ta ca ngợi ngài. Đừng để cho những tư tưởng, những tiếng nói của những con người, dù họ là mục sư. Thì có một lúc có người đã đi hỏi các anh em trong hội thánh. Đi cái chỗ của ông Khánh mấy chục năm nay đó, được cái gì? Đi qua đây nè. Rồi tôi sẽ cho cái này cái kia. Hả? Chúa có thể biến đổi chúng ta. Từ những con người ích kỷ, chỉ biết về chính mình, chỉ biết có những gì thuộc về mình, trở nên một người sống rời rộng và sống cho tha nhân. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra khi anh chị em cầu nguyện điều này, nhưng mà chắc chắn một điều là Chúa ngài sẽ sai phái, ngài sẽ đáp lời cầu nguyện đó trong một cách tuyệt vời nhất mà chúng ta nhìn lại, chúng ta sẽ nói rằng đó là lời cầu nguyện đã thay đổi cuộc đời của tôi. Suốt trong Kinh Thánh, từ Cựu Ước đến Tân Ước, chúng ta thấy Đức Chúa Trời ngài kêu gọi những con người. Đối với các anh chị em mới tin Chúa, kêu gọi là gì mục sư? Là Chúa nhắc điện thoại lên, Chúa gọi điện thoại của tôi reo lên, rồi tôi bắt lên, và Chúa ngài nói, ta gọi con. Không, sự kêu gọi của Chúa là một cái ý niệm mà Kinh Thánh cho chúng ta biết là Đức Chúa Trời ngài gặp gỡ chúng ta và ngài mời chúng ta cùng làm việc với ngài trong một việc gì đó. Ngài mời chúng ta để đồng hành với Chúa ở trong công việc. Ngài mời chúng ta để bước vào sự cứu rỗi. Ngài mời chúng ta để chúng ta trở nên những người đồng làm việc với Đức Chúa Trời, làm ruộng Đức Chúa Trời cày, là nhà Đức Chúa Trời xây. Ngài mời chúng ta để đồng hành với Chúa cho công việc cứu thế nhân lạc mất. Không phải là một cú điện thoại, nhưng mà là điều Chúa ngài mời chúng ta và gọi chúng ta làm. Ngài đã phán với những con người khi ngài kêu gọi họ. Ngài thôi thúc ở trong họ. Ngài cảm động ở trong họ. Ngài hướng dẫn họ để họ có thể nói cái điều gì đó, làm cái điều gì đó, khích lệ ai đó, công bố chân lý của ngài cho những người có nhu cầu. Và chắc chắn Chúa ngài gọi những người biết ngài để ngài làm điều ngài muốn thực hiện ở trên đất này. Cảm ơn Chúa. Trước khi chúng ta đi vào lời cầu nguyện, và tôi khuyến khích anh chị em sẽ cầu nguyện suốt ở trong tuần mới này, thì có ba cái đáp ứng thông thường mà chúng ta thấy người ta lập tức đáp lại. Cái sự đáp ứng đầu tiên đó là của Jonah. Có con đây, nhưng con không đi. Jonah chương 1
câu 1 đến câu 3. Có lời của Đức Giê-hô-va phán cho Giô-na, con trai của A-mi-tai. Con hãy trỗi dậy, đi đến thành lớn Ninive và tố cáo nó vì tội ác của chúng đã lên thấu trước mặt ta. Nhưng Giô-na liền trốn qua Ta-rê-si để tránh mặt Đức Giê-hô-va. Tại sao? Có con đây nhưng mà con không đi đâu Chúa ơi. Chúa dẫn con vào chỗ chết. Chúa nghe nói rằng cái thành lớn Ninive này là cái thành mà tội ác của nó thấu lên đến trời đó, thấu lên đến Chúa đó. Và Chúa sai con đến đó để giảng những bài giảng tố cáo về tội ác của họ. Thì chắc là con chưa nói xong là đã mất mạng rồi. Thôi, khỏi đi cho rồi. Có con đi, nhưng mà con không đi đâu. Giô-na đang làm gì anh chị em? Ông đang bỏ chạy cho tiếng gọi của Chúa cho đời sống con. Có con đây, nhưng mà con đi. Anh chị em, ông Giô-na tệ thiệt á. Anh chị em, cái này nó quen lắm á. Có con đây, nhưng mà con không làm điều Chúa ngài bảo con làm đâu. Bởi vì con bận quá, con có điều kiện. Ôi Chúa, tưởng là Chúa bảo con đi truyền giáo cho ai, Chúa nói rằng đi vào trong cái xóm nghèo đó. Không vô đó chắc là không muốn lúc sau thì bốn cái bánh xe con nó gỡ mất rồi. Có con đây, nhưng mà xin lỗi Chúa. Có rất là nhiều điều trong cuộc đời của chúng ta và rất là nhiều lần Chúa ngài gọi chúng ta, ngài muốn chúng ta thực hiện một công việc, đem một sứ điệp đến cho ai đó. Nhưng mà chúng ta nói rằng có con đây, nhưng mà thôi Chúa quên cái ý đó đi. Con đi. Khi Chúa ngài thúc đẩy chúng ta làm cái gì đó, chúng ta đáng lý phải đến với ai đó nói điều gì đó, đáng lý chúng ta giúp đỡ cho con người đó. Nhưng mà chúng ta đã đáp lại với sự kêu gọi của Chúa rằng không, không thuận tiện, không phải là lúc này, Chúa chờ ngày mai đi. Chúng ta có nhiều lý do để chúng ta thối thác. Con có quá nhiều việc. Chúa muốn con giúp cho người đó, con còn không đủ tiền nữa, làm sao con có thể giúp đỡ cho người ta được. Có con đây, nhưng mà con không làm. Vì chúng ta nghĩ rằng chính mình là tiếp trợ cho những gì người ta cần. Nhưng anh chị em, khi Chúa sai thì Chúa ngài bảo vệ, ngài sắm sẵn. Sách Giô-na cho chúng ta những chữ sắm sẵn của Chúa hay lắm. Ông trốn xuống tàu đến chạy trốn Chúa. Đức Chúa Trời sắm sẵn một cơn bão, nó nhồi cho tơi tán. Những thủy thủ trên tàu đó cũng như thuyền trưởng nói rằng bây giờ mình phải ném hành lý xuống cho nó nhẹ bớt. Không thấy chuyện gì xảy ra. Họ cuối cùng họ nghĩ đến rằng chắc có một người nào ở tại đây nè, là một cái người gian ác và tội lỗi lắm, cho nên trời mới đi theo mà phạt như thế này. Họ bắt thăm, thăm chỉ ra ông Giô-na. Ông lúc bây giờ mới nói rằng đúng rồi, anh em muốn được bình an, ném tôi xuống biển đi, thì biển sẽ yên lặng cho anh em. Vì tôi nè, tôi chính là cái người đã bỏ chạy khỏi sự kêu gọi của Đức Chúa Trời nè. Nhưng mà người ta không nỡ lòng. Xem khi người chết ném xuống biển thì đã khó rồi đó, nhưng mà ném một cái người đang sống còn đang nói chuyện, ném xuống biển là chắc chắn là chết đó. Họ tìm đủ mọi cách nhưng mà không thể làm được. Cuối cùng họ ném ông Giô-na xuống biển. Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời sắm sẵn một con cá, nuốt trọng ông vào bụng. Chứ mà loại cá mà như cá mập á, thì chắc nó rỉa, nó rỉa ông xong nó là vô tới trong đó là ready to eat rồi. Nhưng mà có con cá lớn đủ để nó nuốt ông chạy tuốt vô trong bụng của con cá. Rồi trong lúc ông ở trong đó ăn năn khóc lóc với Chúa đó, thì con cá đó đang làm một cái chiếc tàu ngầm đi về cái nơi mà Chúa ngài muốn ông đến để rao giảng lời của Chúa để cứu cái thành phố đó. Anh em nhớ điều này, khi Đức Chúa Trời sai phái chúng ta làm công việc gì, đừng lo chúng ta phải làm như thế nào và tài nguyên nào giúp đỡ cho chúng ta. Đức Chúa Trời ngài sắm sẵn rồi. Amen. Đừng nói với Chúa con không có. Chúa rằng ta đâu có bảo chính con làm điều đó đâu. Dạ con không có quyền năng. Con chắc chắn không có quyền năng rồi.
Nhưng mà chính ta sẽ ban quyền năng, ta sẽ mặc lấy quyền phép trên con, ta sẽ giúp đỡ con, ta sẽ yểm trợ con, vì ta là Đức Chúa Vazire, ta sắm sẵn. Lời thối thác thứ hai của Môi-se: có con đây, nhưng Chúa sai người khác đi. Có con đây, nhưng mà Chúa sai mục sư Khánh đi, tại ổng là dân mình hầu vì Chúa mà. Mình sai mục sư Xem đi. Có con đây, nhưng mà Chúa sai cái anh đó, cái chị đó, vì họ có thì giờ, họ có khả năng. Con không có. Chúa Tôi Ký chương 3 câu 10: vậy bây giờ hãy lại đây, ta sẽ sai con đến với Pharaoh để con đem dân ta là dân Israel ra khỏi Ai Cập. Một sự kêu gọi lớn lao vô cùng. Và đáng lý ra ông Môi-se ông nói là hallelujah, tưởng là Chúa ngày quên cái chuyện này rồi chứ. Con đã đeo đuổi cái ước mơ này, cái khải tượng này lâu rồi. 40 năm trước con đã giải cứu dân sự của con bằng cách để con giúp đỡ cho một người anh em của mình bị một người Egypto hành hạ đánh đập mà. Chứ không, Môi-se trả lời với Chúa. Câu 11: nhưng Môi-se thưa với Đức Chúa Trời rằng, con là ai mà dám đến với Pharaoh và đem dân Israel ra khỏi Ai Cập? Con là ai? Con là ai? Thôi Chúa sai anh của con đi, vì con là người nói lắp, con là người không có ăn nói giỏi. Nếu chúng ta đọc trong bài giảng của Ê Tiên sau này trong sách Công Vụ Sứ Đồ, lời của Chúa cho chúng ta biết Môi-se vốn là một người có tài ăn nói. Ông là người khôn ngoan và đã học những sự khôn ngoan của xứ của người Egypto, bởi vì ông là hoàng tử của nước mà. Mà ngày xưa người ta trang bị chuẩn bị để cái người sẽ sắp sửa lên ngôi kế tiếp một vị Pharaoh lúc bây giờ, cũng như chúng ta thấy ở trong nước Anh hiện tại, thì những thái tử chúng ta thấy rằng họ được huấn luyện từ cách ăn nói, sự khôn ngoan, luôn cả ở trong quân sự. Môi-se đã từng được huấn luyện như vậy. Nhưng mà khi ông đi trước ý Chúa và làm theo ý riêng của mình, thay vì cứu dân của mình, ông bắt gặp chính mình ở bên kia của sa mạc. Suốt 40 năm không thấy giải cứu dân sự của Chúa, nhưng mà chỉ nghe đè, đè. Suốt 40 năm chăn chiên cho cha vợ của mình. Đến muối đồ ông mất lửa luôn. Có những ý tưởng mà ông đã từng học, ông là một cái người đã từng có một cái khả năng ăn nói rất là giỏi, nhưng mà đến lúc này thì ông tư tưởng nó lên, nhưng mà ông mở miệng ra cũng nói không thành lời, bị trở nên người cà lăm nói lắp. Chúa xài anh con đi. Chúa lại đáp ứng lại với ông một cách rất là ý nhị và rất là tuyệt vời. Chúa hỏi Môi-se: ai mở miệng con ngươi? Khả năng nói đó ai cho? Chúa ngài thách thức ông để ông có thể thấy được rằng chính Đức Chúa Trời ngài là đấng làm cho ông đủ khả năng. Đức Chúa Trời không gọi những con người hội đủ điều kiện, nhưng mà ngài làm đủ điều kiện những con người ngài gọi. Ngài không gọi những con người có nhiều khả năng, nhưng mà ngài ban khả năng cho những người ngài gọi. Amen anh chị em. Đừng nghĩ rằng ôi Chúa ngài gọi tôi là bởi vì tôi có khả năng lắm đó. Chúa sử dụng tôi bởi vì Chúa rất là may mắn, bởi vì Chúa ngài tìm gặp một đứa rất là khôn, khả năng khỏi chê. Hội thánh này đó là có phước lắm đó, mới được tôi đến nhóm lại với hội thánh. Vì tôi mang vào đây với tôi bao nhiêu khả năng, sự khôn ngoan, và tôi sẽ làm một cái nguồn phước cho hội thánh ở tại đây. Anh xem, Đức Chúa Trời không cần những con người như vậy. Ngài làm sử dụng những cái rùa dại của đời này, với những con người bị kinh chê của đời này, để ngài thực hiện công việc của ngài, để rồi Chúa ngài được trọn vẹn sự vinh hiển. Ngài ban cho những ai ngài gọi. Chúa ơi, sử dụng anh con đi, có con đây nhưng mà gọi người khác, con không đủ điều kiện, con có ta lân đủ. Có ai đó có đủ điều kiện hơn con nhiều, có con đây nhưng sai phái người khác đi Chúa ơi. Con không đi đâu, con không có thì giờ. Để các chị em nội trợ, họ có nhiều thì giờ hơn. Chưa chắc. Những người mà nội trợ ở tại nhà giờ này chắc có thể đứng lên mà nói rằng ai
có nhiều sinh ra hơn. Chúa dùng người khác đi Chúa ơi. Họ có điều kiện hơn, họ có thời giờ hơn, họ có những cái gì cần thiết hơn. Nhưng anh chị em yêu dấu của tôi, vấn đề không phải là chúng ta có nhiều hơn chúng ta mới có thể được Chúa Ngài sử dụng và đáp lại sự kêu gọi của Ngài. Nhưng mà là những con người nhận biết. Tôi ngước mắt lên trên núi, sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Ngước mắt lên núi nhưng mà cái núi dù nó cao như vậy nhưng mà sự tiếp trợ nó không đến từ cái núi đó. Nó vững chắc đó nhưng mà không đến từ đó. Nhưng mà sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va. Những con người nhận biết Chúa Ngài là nguồn của tất cả những tài nguyên chúng ta cần. Nguồn của tất cả quyền năng chúng ta cần để chúng ta có thể thực hiện sự kêu gọi của Chúa cho đời sống của chúng ta. Chúa ơi, con không có nhiều thời giờ, xin Chúa Ngài chờ con một lúc đi. Để con có thể sắp xếp cuộc đời của con để con sẽ đáp lại sự kêu gọi của Chúa. Và Chúa cho sắp xếp được một lúc, thấy dư giờ ra. Như vậy là phí, kiếm thêm cái job nữa. Cho nên chị em thối xác thì nó sẽ là thối xác. Từ chối sự kêu gọi của Chúa sẽ là sự từ chối. Chúa chờ thì con của con mà nó lớn hết rồi, cháu của con nó lớn hết rồi, con sẽ đi hầu vì Chúa. Đứa nó lớn, nó đẻ ra đứa khác. Nếu nói chúng ta chờ, chúng ta sẽ chờ hết cuộc đời của mình. Và khi chúng ta đáp lại sự kêu gọi của Chúa, Chúa Ngài sẽ ban chúng ta sự khôn ngoan để chúng ta, anh chị em đơn giản thôi, sắp xếp lại những gì ưu tiên trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta sẽ có rất là nhiều gì đó. Như tôi thường nói chơi nhưng mà nó rất là thật đó. Có những người nói tôi không có thi giờ mùa xưa ơi. Nhưng mà sau bữa ăn có thể ngồi và xỉa răng hàm trên xuống hàm dưới một tiếng đồng hồ mà chỉ ngồi xỉa răng thôi. Xỉa rồi hết hàm trên xuống hàm dưới, xỉa tới xỉa lui, xỉa tới xỉa lui, xỉa tới xỉa lui. Chừng đó giờ thôi đó anh chị em, ngồi mà nghiên cứu Kinh Thánh thì đã trở nên học giả Kinh Thánh lâu rồi. Dạ tôi không có thi giờ mùa xưa. Nhưng mà chỗ nào khu mua sắm mà nó on sale một cái là có chị em nào đi với tôi không? Thì giờ chúng ta sẽ tạo nên thì giờ cho những gì chúng ta quý. Nhưng cảm ơn Chúa ấy, Jonah nói có con đây nhưng con không đi. Cuối cùng ông đã đáp lại sự kêu gọi của Chúa và thấy một sự đáp ứng lớn vô cùng, 100%. Chưa bao giờ có một sứ giả phục hưng có kết quả như vậy. Mà nó hơn 100% nữa. Tại vì từ con nít cho đến người già, rồi đến vua của xứ, rồi luôn cả tất cả súc vật ở trong thành Ninive đều ở trong tro bụi, trong sự ăn năn. Mà chỗ này khi ông đi giảng, ông giảng không nhiều. Một sự điệp rất ngắn, mà sự đáp lại thì lớn vô cùng. Một sự phục hưng đã xảy ra và Đức Chúa Trời Ngài thay đổi ý của Ngài trong việc tiêu diệt thành Ninive, mà phải hơn 250 năm sau thì thành Ninive mới bị tiêu diệt vì những thế hệ sau họ tiếp tục phạm tội. Cảm ơn Chúa. Môi-se nói có con đây nhưng sai người khác. Nhưng cuối cùng khi ông đáp ứng lại, ông đã trở nên vị lãnh đạo vĩ đại nhất trong lịch sử của thế giới của chúng ta. Khi chúng tôi học về môn lãnh đạo thì cuộc đời và sự lãnh đạo của Môi-se là một trong những nhân vật mà chúng tôi nghiên cứu. Đức Chúa Trời Ngài đã dùng ông để lãnh đạo dân sự của Chúa một cách hết sức là đặc biệt. Những cách lãnh đạo khác ở trong những môi trường đầy đủ điều kiện, nhưng mà lãnh đạo của Môi-se tại đây dắt một đoàn người đông như vậy mà không có trồng trọt, không có giếng nước, không có gì hết á, mà cũng có nơi ổn định nữa, không có cơ sở vật chất, chỉ là những người ở trong liều trong trại. Chúa Ngài sử dụng ông để hướng dẫn dân sự của Chúa đến bờ sông Giô-đan, chuẩn bị để bước vào chiếm lấy đất hứa. Cảm ơn Chúa. Thì chúng ta sang lời cầu nguyện rất can đảm và chắc chắn Đức Chúa Trời Ngài sẽ đáp lời. Ngài có thể đáp lời tức thì. Đó là lời cầu nguyện của Esai. Có con đây, xin Chúa sai con. Esai chương 6 câu số 8. Lúc ấy tôi nghe tiếng của Chúa phán, ta sẽ sai ai đi, ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa có con đây, xin Chúa sai con. Esai cầu nguyện, lời cầu nguyện hết sức can đảm này. Đây là lời cầu nguyện mà suốt tuần này, suốt tuần qua, trong tài liệu 21 ngày kiên ăn cầu nguyện của chúng ta, tài liệu đã giúp đỡ cho chúng ta. Nào, chúng ta đã đặt tên của những người mà Chúa Ngài hướng dẫn chúng ta phải trình bày với họ, phải mời họ, phải giúp đỡ cho họ, đặt họ vào trong danh sách cầu nguyện của chúng ta để chúng ta đi ra và chúng ta
để Chúa Ngài sai phái chúng ta đi gặp gỡ họ, chia sẻ về tin lành của Chúa, giúp đỡ cho họ. Cảm ơn Chúa. Có nhiều người đã đáp ứng. Sáng hôm nay, một anh em của chúng ta Bình An mời mấy gia đình đến luôn. Đây là lời cầu nguyện mà Chúa Ngài muốn chúng ta đáp ứng lại, để Chúa Ngài có thể sai phái chúng ta ra đi. Đây là lời cầu nguyện mà tôi kêu gọi hết thảy chúng ta thưa với Chúa ngày hôm nay, để cuộc đời của chúng ta hoàn toàn được thay đổi anh chị. Nên chị em chán với những cái ngày đi nhà thờ, chơi trò chơi đi nhà thờ. Chúng ta muốn cuộc đời của chúng ta làm một ảnh hưởng ở trên đời này, hãy cầu nguyện lời cầu nguyện này. Có con đây, xin hãy sai con. Chúng ta để ý, trước khi Esai đáp ứng lại, ta sẽ sai đi, ai sẽ đi cho chúng ta. Để ý những điều Esai không nói. Ông không nói Chúa sai con đi đâu, nơi đó khí hậu có tốt không. Nếu mà giống như Houston mà nó nóng như vậy thì sai con đi chỗ khác nha. Mức sống ở đó có tốt không? Mức lương ở đó như thế nào? Có những bổng lộc nào? Con sẽ có bao nhiêu ngày nghỉ? Không, Esai không hỏi những điều kiện đó. Ông không hỏi những điều đó, ông chỉ đáp ứng lại. Có con đây. Có ai đó nói thành lời điều kế tiếp của ông. Có con đây, xin hãy sai con. Sợ à? Nhiều người nghe nói bây giờ sợ không dám nói những câu cuối hả? Có con đi, xin hãy sai con. Amen. Đừng sợ anh chị em. Đây là lời cầu nguyện can đảm, nhưng mà đừng sợ. Đức Chúa Trời, Ngài sẽ ban phước trên đời sống của chúng ta một cách lớn lao khi chúng ta đáp ứng lại và cầu nguyện lời cầu nguyện này. Con đây, con nhân tâm trí thân thể đôi mắt môi miệng của con, nhưng cho Chúa luôn cả trái tim của con. Sai phải con. Cũng nhân cho Chúa tâm trí của con, để đời sống tư tưởng của con không phải là những tư tưởng bẩn thỉu đến độ con sợ, không muốn cho ai biết. Cũng nhân cho Chúa tâm trí của con, thân thể của con, đôi mắt của con, xin Chúa cho con thấy được những sự đổ nát, những con người có nhu cầu, để mắt của con sẽ thấy điều đó. Con dâng cho Chúa môi miệng của con, xin Chúa Ngài phán qua môi miệng của con, nói những lời khích lệ cho những người có nhu cầu. Xin cho môi miệng của con chỉ nói những điều Chúa muốn con nói. Xin cho con chỉ nghe những lẽ thật của Ngài ngày hôm nay, và không nghe những lời dối trá. Đôi tay của con đây, xin Chúa Ngài sử dụng con để xây dựng vương quốc của Ngài. Đôi chân của con đây, Chúa ơi, xin hướng dẫn con đến những nơi có cần, và nói những gì Chúa muốn con nói, làm những việc Chúa muốn con làm. Chúa muốn con nói, Chúa muốn con yên lặng, để Chúa muốn con ban cho điều gì đó, con sẵn sàng ban cho. Con hoàn toàn sẵn sàng để được Chúa Ngài sử dụng. Lạy Chúa, con đây tôi tới Ngài, có con đây, xin hãy sai con. Và bởi vì bạn dám xin điều này, Chúa Ngài sẽ thay đổi và làm những việc mới trong đời sống của bạn. Đời sống của bạn có thể đối diện với những đức quản, nhưng mà đức quản tốt. Chúa Ngài sẽ làm xáo trộn, nhưng mà là sự xáo trộn tốt. Bởi vì Ngài sẽ bước vào, Ngài sẽ sai phái, Chúa sẽ vận hành trên đời sống của chúng ta. Thinh linh chúng ta sẽ nhận biết Chúa có rất nhiều điều Ngài muốn chúng ta làm. Và Chúa Ngài sẽ mở ra cho chúng ta kế hoạch, chương trình của Ngài, những việc lành mà Ngài đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Khi tôi cầu nguyện lời cầu nguyện này suốt ở trong những ngày qua, Chúa kia là phiền. Cảm ơn Chúa, có những lúc xích một chút là mất cơ hội. Tối thứ tư vừa qua, tôi đang cùng với một sư xem để hướng dẫn buổi cầu nguyện của chúng ta. Thì linh tôi nhìn lên và Chúa nói rằng, con mở mắt ra mà xem. Rồi tôi thấy có ba người con mục sư. Mục sư xem đứng đánh đàn hướng dẫn. Toàn con của mục sư Bân đứng đánh đàn keyboard. Vĩnh An, con của mục sư Phạm Đình Nhẫn, đang đứng đây hướng dẫn hát. Chúa nhắc lại rồi, con đã cầu nguyện lời cầu nguyện này và bây giờ nó đã xảy ra trước mắt con. Ô, cảm ơn Chúa.
Anh chị em đã nghe điều này, khoát khoải của tấm lòng của tôi là những người con của các mục sư. Thì có một số con của mục sư là hư vô cùng. Và người ta đã thường đồn đãi với nhau, con mục sư đó, con mục sư đó. Con mục sư của nhiều khi nó hư lắm anh chị em. Nó sống một cuộc sống nổi loạn, tại sao? Tại vì nó ganh tị với Đức Chúa Trời và Hội Thánh. Ganh tị với Đức Chúa Trời là: Chúa ơi, tại sao Chúa ngài sử dụng ba của con đến như vậy mà nhà con nó nghèo như vậy? Chúa sử dụng ba của con đến cái độ là con có thì giờ mà ba con cho con. Nó ganh tị với Hội Thánh của Chúa là bởi vì ông bà nào trong Hội Thánh mà nhắc điện thoại lên gọi một cái là mục sư hớt hai hớt hải, ăn ăn cơm cũng bỏ chén bỏ đũa xuống chạy đi để đáp ứng nhu cầu đó, bởi vì những ông bà trong Hội Thánh gọi. Nhưng mà con, nó nói: ba ơi, con muốn có thời giờ với ba. Một cú điện thoại, một cái gì đó là lập tức các mục sư vì thiếu sự hiểu biết đã đặt cái chức vụ của mình trước gia đình của mình. Cho nên con của mục sư đa số nó ganh tị với Đức Chúa Trời và nó hận Chúa và Hội Thánh. Đó lý do nhiều em bỏ chạy khi nghe Chúa ngài gọi làm mục sư. Và có nhiều em đã tuyên bố: tôi làm kỹ sư, tôi làm kinh tế, chứ còn cái chuyện làm mục sư thì chuyện đó nó xong rồi. Ba tôi đã làm cái sự kêu gọi của Chúa xong rồi. Cho nên một trong những điều mà tôi đeo đuổi là: lạy Chúa, xin sử dụng con để cuộc đời và chức vụ của con sẽ chứng minh cho mọi người biết rằng con của mục sư có thể ngoan ngoãn và hầu việc Chúa một cách đầy ơn của ngài. Con mục sư vẫn là những con người tốt đẹp. Và lạy Chúa, xin sử dụng chức vụ của con để khiến cho những người đắn đo về sự kêu gọi của Chúa nói rằng: nếu hầu việc Chúa mà được phước như mục sư Khánh, đó là điều tốt đẹp nhất mà tôi sẽ bước vào. Cho nên hôm đó khi tôi nhìn thấy ba em ở trên này, mà tôi lần nữa tôi chờ con út của tôi là Michael. Michael các buổi tối trước có hướng dẫn nhưng mà tối đó thì công việc làm. Trước khi chấm dứt giờ làm việc thì tổng đài đã sai đi làm một công việc mà nó quá giờ. Tôi chần chờ và không thực hiện điều Chúa bảo tôi phải làm. Tối đêm đó anh chị em về, tôi ngủ không được. Tôi nói rằng: Chúa, con mất một cái cơ hội quá lớn. Nhưng mà cảm ơn Chúa, sáng hôm sau thức dậy, sau khi ngủ một chút thì tôi nhìn thấy ngày thứ năm là ngày mà nước Mỹ dành cho ngày của những người con trai, ngày của cha với con. Tôi nói: cảm ơn Chúa, tuyệt vời. Và tối thứ năm anh chị em đã thấy khi chúng tôi công bố một cái sự chuyển tải của phước hạnh của Chúa mà đứng trong vị trí của cha của các em, các mục sư, để có lời chúc phước ở trên những người trẻ này. Thầy ngợi khen Chúa, bầu không khí của chúng ta tràn ngập sự hiện diện của Chúa. Và chúng tôi được thúc đẩy để cầu nguyện cho những người mà suốt cuộc đời vẫn mong muốn có lời chúc phước của người cha mà không bao giờ có. Cảm ơn Chúa, sự hiện diện của Chúa đổ xuống một cách mạnh mẽ đến độ chúng tôi thấy các thế hệ. Khi tôi chúc phước ở trên em đó, ba của em đứng ở phía sau, tôi có thể nhìn thấy phước hạnh của Chúa bắt đầu tiếp tục đổ xuống thế hệ này sang thế hệ khác. Và nhiều người đã được Chúa ngày ban phước, nhiều người thanh niên, nhiều người đàn ông đã ở trong nước mắt đón nhận một cách hết sức là phước hạnh. Tôi giơ tay lên cầu nguyện cho một người 6 feet mấy, một người Mỹ da trắng. Ông cúi đầu xuống và nói rằng: xin cầu nguyện cho tôi cần cái lời chúc phước của người cha vì tôi không có điều đó. Tôi đặt tay trên một ông 84 tuổi để nhận lời chúc phước của người cha vì trong cuộc đời chưa bao giờ có. Đó là năng đề của cộng đồng Việt Nam của chúng ta, dân Việt Nam của chúng ta. Những người cha rất hiếm để nói những lời yêu thương với con của mình. Mình nghĩ rằng mình là nam nhi chi trí, cái chuyện mà mình tình cảm là cái chuyện đó không có là đàn ông. Mình phải là mạnh mẽ, đàn ông đổ máu chứ không có đổ nước mắt. Trong khi con cần những tiếng nói: ba thương con, ba rất hãnh diện về con. Nhiều người suốt cuộc đời chưa bao giờ nghe câu đó. Nhưng mà nó làm cái gì sai, đó là mày là mắng một cái là gục mặt luôn. Mà nó ráng cố gắng, nó nhìn lên: tại sao mày dám nhìn vào tao? Tại vì mục tiêu là mắng cho nó gục mặt xuống. Anh xem như vậy, và bao nhiêu tổn thương đã gây vào trong tấm lòng của những con người. Cảm ơn Chúa, tôi chần chờ suýt một chút mất cơ hội, nhưng mà khi đáp ứng lại, Chúa nghe ban phước. Bứt phá xảy ra ở dưới nóc của nhà thờ này và phước hạnh của Chúa đầy ở trong ngày hôm đó. Người ta được chữa lành, người ta được đón nhận ở trong ơn của Chúa.
Những người đã lớn tuổi rồi chưa bao giờ được nghe một cái tiếng nói yêu thương, cho nên trong cuộc đời của họ, một trong những điều mà chúng ta thấy xảy ra đó là họ không thể nào gọi Đức Chúa Trời là cha với hết cả tấm lòng được. Bởi vì cái người cha mà họ biết được ở trong cuộc đời này không phải là một người cha tốt. Bây giờ nói Chúa Giêsu dạy cầu nguyện lại cha chúng con trên trời, nếu Đức Chúa Trời mà giống cha của tôi thì tôi không cầu nguyện với Ngài, không thể cầu nguyện với Ngài được. Rồi một cái phước hạnh khác nó xảy ra suýt một chút. Tối thứ sáu vừa qua tôi mất cơ hội. Và trong suốt buổi nhóm, Chúa ngày chiếu cho tôi một cái hình giống như cái hình của những người học về y khoa, cái bụng của một người, trong đó ruột, hình ảnh của cái ruột đang chạy mà nó đang sưng lên. Tôi hỏi Chúa nó rằng hôm nay ta muốn chữa lành cho hai người bị những chứng bệnh liên quan đến đường ruột ở trong buổi tối hôm nay. Nhưng mà tôi cứ quan sát chờ cái cơ hội, một sự xem hướng dẫn cho những việc này việc kia. Cuối cùng thì tôi nói rằng tôi không để mất cơ hội nữa, và tôi đã đáp ứng lại. Và khi tôi tiến lên đây công bố, có hai người ở trong phòng nhóm ở tại đây có những chứng bệnh liên quan đến đường ruột, bị sưng ruột. Chúa muốn chữa lành cho bạn. Một anh em chạy lên, và một thiếu nữ không phải là người Việt Nam của chúng ta, cô Carol đang hướng dẫn cho thiếu nhi của chúng ta, chạy lên bỏ được Chúa nghe chữa lành. Chúa nghe rồi chạm lên rồi. Cảm ơn Chúa. Anh chị em, khi chúng ta dám cầu nguyện là Chúa có con đây, xin hãy sai con. Đức Chúa Trời Ngài sẽ làm nguồn phước, anh chị em sẽ làm nguồn phước cho những người, Đức Chúa Trời Ngài sẽ sử dụng anh chị. Anh chị em có thể đặt câu hỏi, tôi cần phải có điều gì để có thể đầu phục Chúa một cách hoàn toàn như vậy một sức? Tôi muốn lắm nhưng mà vì cái lý do nào đó tôi chưa có thể đầu phục Chúa một cách hoàn toàn như vậy. Chúng ta đi nhanh, cũng trong phần Kinh Thánh Ê-sai chương 6 này cho chúng ta ba điều cần thiết. Thứ nhất, chúng ta cần một trải nghiệm thực sự với sự hiện diện của Chúa. Cần một trải nghiệm thật sự với sự hiện diện của Chúa. Chúng ta không nghe kể về Chúa nữa, chúng ta không nghe nói về thỏa lòng với việc chúng ta nghe người ta kể cho chúng ta biết về sự hiện diện của Chúa, nhưng chính chúng ta phải kinh nghiệm. Ê-sai chương 6 câu số 1, vào năm vua Ô-sia băng hà, tôi thấy Chúa ngự trên ngai rất cao, vạt áo của Ngài đầy rẫy đền thờ. Tôi thấy. Ngày hôm nay hội thánh của Chúa đầy những con người chỉ thích nghe kể chuyện về Chúa. Chúng ta muốn nghe những tin tức của người khác kể lại cho chúng ta. Ông chị em, để chúng ta có thể nói như Ê-sai nói, chúng ta phải có cùng một kinh nghiệm như ông kinh nghiệm. Chúng ta phải kinh nghiệm một cách rất thật về sự hiện diện của Chúa. Amen. Tại sao? Vì trong sự hiện diện đó, các thiên sứ Seraphim là các thiên sứ lửa. Họ chúc tụng ngợi khen Chúa, thánh thai, thánh thai, thánh thai. Không phải là họ nói lắp. Nhưng mà nguyên tắc cho chúng ta hiểu được như thế này, họ công bố sự thánh của Chúa, đó là đấng thánh khiết ở trong sự thánh khiết, ở trong sự thánh khiết, Ngài thánh đến như vậy. Họ chúc tụng Chúa. Và cung cách của họ, hai cái cánh để bay, hai cái cánh để che thân và hai cái để che mặt, vì họ đang ở trong sự hiện diện của Chúa. Khắp đất đầy rẫy vinh quang của Ngài. Cảm ơn Chúa. Anh chị em đừng sợ. Đừng sợ sự hiện diện của Chúa. Ông sư ơi, tôi sợ lắm, bởi vì tôi đời sống chưa trọn vẹn, chưa thánh khiết. Hãy anh em yêu dấu của tôi, hãy đến gần Chúa, Ngài sẽ đến gần anh chị em. Thứ hai, chúng ta cần có nhận thức thật sự về tội lỗi của chúng ta. Cái dối trá lớn nhất mà Satan phỉnh dối con người của chúng ta trong thế giới và xã hội ngày hôm nay, đó là người ta nhận cái lời dối trá của nó. Tôi là người khá tốt, tôi là người tốt, tôi đâu có ăn cắp của ai, tôi đâu có giết người đâu, tôi là người tốt mà. Anh chị em, khi chúng ta đứng ở giữa những người mù thì dù cho chúng ta là chộp một mắt cũng hơn, phải không? Chộp ở giữa những người mù. Nhưng mà khi chúng ta đứng ở trong sự hiện diện của Chúa, chúng ta sẽ nhận thấy được mình tội lỗi như thế nào. Ê-sai, ông thấy khung cảnh của vinh quang của Chúa và các thiên sứ thờ phượng Chúa như vậy. Ông thốt lên, khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi. Vì họ thì ca ngợi sự vinh hiển của Chúa, còn ông và dân tộc ông dùng tiếng nói môi miệng của mình để gây những thiệt hại, phá vỡ danh dự của người khác, dùng tiếng nói của mình để đập đổ những cuộc đời. Tôi liền kêu lên, khốn cho tôi chết mất, vì tôi là người có môi ô uế ở giữa một dân có môi ô uế, bởi mắt tôi đã thấy vua là Đức Giê-hô-va vạn quân. Một những điều chúng ta khám phá, đáng lý nó không cần xảy ra, nhưng mà nó đã xảy ra.
Có những chị em, anh chị em của chúng ta sinh hoạt trong hội thánh này, họ đã bị những con người sử dụng môi miệng của mình làm cho nghẹt ngòi đời sống của họ. Có những người không nghe mục sư Khánh giảng được nữa, bởi vì những người lâu năm trước đây ở trong hội thánh đã nói mục sư Khánh không ra gì hết. Ôi ổng như vậy, ôi gia đình ổng, và làm cho họ bị nghẹt ngòi. Gia đình của ổng rồi cái gì đó anh chị em. Ôi những điều đó, nếu chúng ta ở trong sự hiện diện của Chúa, chúng ta mới thấy mình tội lỗi và cái miệng của mình nó xấu như thế nào. Rồi lời nói của mình đi và đả phá những người khác, thấy người ta có cái gì đó mình không chịu, mình phải nói một lời cho được. Mua quần áo ở đâu mà màu cái gì đó nhìn không có ra gì hết. Chúng ta dùng môi miệng của mình để quỷ phá, để nói xấu, để đồn những tin đồn thất thiệt. Ở ngoài Chúa, ở ngoài sự hiện diện của Chúa, tôi cũng đâu có cướp của giết người gì. Nhưng mà trong sự hiện diện của Chúa, Ê-sai đã thấy được con người thật của mình. Ông nhận thức về tội lỗi của ông, cho nên ông thét lên. Bản Kinh Thánh cũ của chúng ta là khốn nạn cho tôi, sống đời tôi rồi. Bản Hiệu Đính của chúng ta, khốn cho tôi chết mất, vì tôi là người có môi ô uế ở giữa một dân có môi ô uế. Điều thứ ba chúng ta cần có để chúng ta có thể đầu phục Chúa hoàn toàn, khi chúng ta thấy biết mình tội lỗi như thế nào, thì điều thứ ba cần có đó là có một sự thông hiểu thật về ân điển của Chúa. Ân điển là ơn Chúa ban cho mặc dù chúng ta không xứng đáng chút nào. Câu 6, câu 7, bây giờ một trong các seraphim bay đến tôi, tay cầm than lửa đỏ đã dùng kẹp gấp từ bàn thờ. Vị ấy đưa than lửa đỏ chạm vào miệng của tôi và nói, đây, cái này đã chạm đến môi của ngươi, lỗi của ngươi đã được xóa rồi, tội của ngươi đã được tha rồi. Và cái ông nhận được sự tha thứ, sự thanh tẩy đó. Ê-sai lập tức nghe được tiếng phán của Đức Chúa Trời. Mà Chúa không có tại đó nha anh chị em. Dường như ba ngôi Đức Chúa Trời đang thảo luận với nhau. Trong nơi thảo luận của ba ngôi Đức Chúa Trời, lỗ tai của Ê-sai nghe được tín hiệu đó. Ai sẽ đi cho chúng ta? Ê-sai, là Chúa, có con đây, xin hãy sai con. Trước đó khi cái miệng của ông còn dơ dãy, ông nghe được. Lòng tin của ông đặt nơi vua Ô-xia, bây giờ vua Ô-xia chết, ông lang thang đi vào trong đền thờ, và hôm đó ông đã thật sự chạm trán được với sự hiện diện của Chúa. Ông nhận thức được về tội lỗi của ông, và bây giờ ông đã có một sự thông hiểu thật về ân điển của Chúa. Vì viên than mà thiên sứ đã gấp ở trên bàn thờ chạm vào miệng của ông để thánh tẩy miệng của ông đó, đối với chúng ta ngày hôm nay chính là huyết của Đức Giê-xu. Quý Chúa làm sạch chúng ta mọi điều gian ác. Chúa ngài rửa hết tội lỗi của chúng ta, và ngài khiến chúng ta trở nên những người xứng đáng để làm đền thờ nơi Chúa ngự, và miệng của chúng ta có thể trở nên môi miệng mà Đức Chúa Trời sử dụng, môi miệng của những con người được dạy dỗ, để chúng ta biết lấy lời của chúng ta để có thể kích lệ những người ngã lòng và giúp đỡ cho những người có cần. Amen anh chị em. Nếu chị em chưa kinh nghiệm được điều tiên tri Ê-sai đã kinh nghiệm, hãy thực hiện ngày hôm nay để bước vào sự hiện diện của Chúa. Chúa ngài đang bày tỏ sự hiện diện của ngài rất thật ở tại đây với chúng ta. Đừng đứng ở ngoài nhìn nữa. Đừng như những người cổ dài ra mà để muốn nhảy xuống sông đó, nhưng mà chấm chấm cái ngón chân của mình coi nó lạnh cỡ nào. Thì dòng sông sự sống của Chúa đang chảy, chúng ta sẽ không bao giờ chúng ta vào được ở trong cái dòng sông này. Và công việc của chúng ta một cách đó là khao khát quá. Ô lại Chúa, con khô quá, con cần sự hiện diện của ngài, con cần dòng sông của sự hiện diện của ngài tuôn đổ trên cuộc đời của con, và đến một lúc nó sẽ đẩy con đi, chứ con không còn đi, không còn bơi lội nữa. Chúa ngài sẽ đáp ứng khao khát. Chúng ta có rất nhiều lý do thối thác, nhưng mà anh chị em, khi chúng ta khao khát đủ, Chúa ngài sẽ đáp ứng lại với những nơi, những tâm lòng khao khát. Cảm ơn Chúa. Đây không phải là một sự miễn cưỡng, nhưng mà là một sự thôi thúc thật đáp ứng lại ở trong ơn của Chúa. Lạy Chúa, có con đây, xin hãy sai con. Có nhiều người ở tại đây dám cầu nguyện lời cầu nguyện này. Có bao nhiêu người khao khát mà nói với Chúa rằng, là Chúa, có con đây, con cầu nguyện cái lời cầu nguyện sẵn sàng được sử dụng này, xin hãy sai phải con. Điều đó là quý vị, đó là các bạn. Tôi biết là thì giờ trễ, nhưng xin mời. Phía trước tại đây là nơi của những người đã đáp ứng lại suốt trong những ngày qua, và cũng dành chỗ cho chúng ta. Những ai khao khát và nói rằng, Chúa ơi, có con đây, xin sai phải con, xin tuôn đổ quyền năng của ngài, xin hành động trên cuộc đời của con, sử dụng con để làm nguồn phước cho những người xung quanh. Lạy Chúa, xin sai phải, dạy con điều phải nói,
bảo con phải nói, con sẽ im, bảo đi, con sẽ đi, bảo con sẽ đứng, con dâng cho Chúa đời sống của con và vâng phục hoàn toàn trong sự dẫn dắt của Ngài. Cảm ơn Chúa. Anh em nào gọi mục sư Sam vào để giúp cho và để cầu nguyện cho anh chị em. Cảm ơn Chúa. Khao khát. Thưa với Chúa lời cầu nguyện dặn dĩ này, Chúa sẽ gặp gỡ chúng ta một cách đặc biệt. Hội thánh, thức ăn đã chuẩn bị và chúng ta sẽ có bữa ăn thông công ở bên kia. Nhưng chị em đã đáp ứng lại với sự kêu gọi của Chúa và muốn qua bên kia để giữ bữa ăn thông công, chúng tôi sẽ theo kịp bên chị em. Anh Chúa ban phước, anh Chúa ban ơn trên thức ăn để chúng con có thể sử dụng, có thể ăn và được Chúa ngài ban phước trên cuộc đời của chúng con và sự thông công ở trong hội thánh. Cảm ơn Chúa. Chúa gặp gỡ anh chị em một cách đặc biệt trong thời gian này. Sáng hôm nay ngày hành động ở trên những người nói tiếng Anh một cách rất là tuyệt vời. Chúa rất muốn và chờ đợi để đáp ứng lại lời cầu nguyện giản dị này. Vì anh chị em ơi, ngoài kia còn rất nhiều người cần. Họ bị Satan hành hạ họ. Có những người mà có những điều làm cho họ đau đớn, khổ sở mấy chục năm. Tối thứ sáu, mục sư xem tôi và ba người nữa ở lại đây cho đến 1:30 sáng. Và có một người được giải cứu một cách hết sức là tuyệt vời. Bởi vì ơn của Chúa ban cho lời tri thức được bày tỏ. Là những điều mà mục sư xem và tôi có thể nói rằng không cách nào chúng tôi biết điều đó. Nhưng mà Chúa ngài tuôn đổ lời tri thức. Để có những chuyện đã xảy ra mấy chục năm rồi, bây giờ được Chúa ngài chỉ ra và chìa khóa đã được mở, đã sử dụng để mở, và sự giải cứu đã diễn ra một cách rất là tuyệt vời. Anh chị em hãy nói với Chúa một lần nữa bằng chính miệng của mình: Chúa ơi, có con đây, xin hãy sai con, xin hãy sai phái con ở trong ơn của ngài, trong quyền năng của ngài. Anh chị em tôi hãy nhận sự sai phái của Chúa ra đi trong quyền năng của ngài. Cảm ơn Chúa. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.